Sau khoảng 4 tháng chìm trong tranh cãi khi Lisa trình diễn tại hộp đêm thoát y ở Pháp, mới đây thì cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc em út Blackpink xuất hiện tại đây. Theo đó thì đoạn clip chỉ khoảng 3 giây nhưng cho thấy Lisa đã có mặt trong một buổi biểu diễn tại hộp đêm Crazy Hot. Điều này khiến cho mạng xã hội rộ lên nghi vấn Lisa sẽ tiếp tục có buổi biểu diễn tại đây bất chấp chỉ trích. Tuy nhiên thì một số những người có mặt tại hộp đêm này cho biết Lisa thực chất đã đến Crazy Hot để xem buổi biểu diễn chào đón năm mới. Với những ai quan tâm Lisa, nhiều người không còn lạ lẫm việc nàng em út Blackpink dành sự yêu thích đặc biệt cho loại hình nghệ thuật tại hộp đêm này. Trước đó vào cuối năm 2022, cô cũng từng đến Crazy Hot cùng người quản lý của mình. Dù Lisa chỉ xuất hiện tại hộp đêm nhạy cảm này để xem show diễn nhưng cũng có thể thấy không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng nếu như cô tiếp tục biểu diễn tại đây. Dẫu vậy, sau rất nhiều những tranh cãi lùm xùm, thậm chí nghi vấn bị phong sát tại Trung Quốc, chắc chắn Lisa đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì để không ảnh hưởng tới sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!